Dexter Legan, và video ngày hôm nay sẽ là một video về chủ đề mà cơ bản nhất và nhiều người quan tâm nhất ở trong cái lĩnh vực về dinh dưỡng. Ngay từ khi mình đang thông báo rằng mình sẽ làm video về dinh dưỡng thì mình đã nhận được rất nhiều câu hỏi về cái chủ đề này, mình cũng không bất ngờ gì. Đó là anh ơi em muốn tăng 10 cân, anh ơi em muốn giảm 10 cân, 20 cân. Nhìn chung rằng câu chuyện là các bạn muốn tăng cân và giảm cân. Thì tăng cân giảm cân nó là chủ đề cơ bản nhất, phổ thông nhất. Đó. Và gọi là thường 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 là được bị gọi là gì? Bị đơn giản hóa nhiều nhất và cũng là bị phức tạp hóa nhiều nhất ở trong cái lĩnh vực về dinh dưỡng. Ok. Đối với cả những ai mà có kiến thức dinh dưỡng gọi là cơ bản ấy, thì đều hiểu rằng là cái việc mà tăng giảm cân nặng nó là phụ thuộc vào cán cân năng lượng. Nếu như mà các bạn còn chưa biết là năng lượng là gì và cân bằng năng lượng là gì thì các bạn quá là thiếu kiến thức dinh dưỡng cơ bản. Ok, đấy nó điều ấy nó không có gì sai. Điều ấy nó không có gì sai khi mà bạn không có kiến thức cơ bản về một lĩnh vực gì đấy, nó không phải là chuyên môn của bạn. Thì chuyện đấy là bình thường. Tuy nhiên rằng là ở đây mình muốn nói rằng là nếu như mà các bạn chỉ biết đến những vấn đề này ấy, thì tất cả những cái thông tin mà các bạn thu thập được, thu nhận được từ các cái bất kỳ nguồn nào, ví dụ như là các cái loại chế độ ăn này, diet này, mẹo này, mẹo kia, các thứ, tất cả những thứ đấy nó có thể rằng không có ý nghĩa. Đó. Thì điều đầu tiên là bạn phải cần được kiến thức cơ bản về bất kỳ lĩnh vực gì đấy. Nó giống như câu chuyện rằng là tóm lại là nó là một lĩnh vực khoa học mà các bạn, nó giống như kiểu là toán học vậy. Các bạn trước tiên các bạn phải biết cộng trừ nhân chia đó, thì những cái thứ khác nó mới có ý nghĩa, các bạn mới có thể tiếp thu được những cái kiến thức khác. Cái vấn đề về cái năng lượng và cân bằng năng lượng thì thực sự nó quá là cơ bản, mình cũng không muốn nói nhiều đến nó, mình không kiểu nó cơ bản quá không muốn nói đến nữa. Nhưng mà thực sự là mình nhận ra một cái vấn đề rằng là làm cho dù mình có làm có làm 100 video, viết 1.000 bài chăng nữa nó không bao giờ đủ được. Bởi vì cho dù cái kiến thức đấy là nó là kiến thức sách giáo khoa, kiến thức phổ thông mà các bạn đi học, nhiều khi những kiến thức phổ thông mà các bạn, chúng ta thì tôi cũng vậy thôi. Có nhiều kiến thức phổ thông mà chúng ta đi học được cả 12 năm mà chúng ta cũng chẳng vào đầu, học xong ta lại quên. Đấy, thì những kiến thức cho dù nó là cơ bản đi chăng nữa nhưng mà người ta không nghe hoặc là không không nghe được. Không không tiếp không không tiếp cận đến nó thì ok, nó vẫn sẽ phải có một cái video để nói sơ lược về nó. Okay. Thì đầu tiên nó phải hiểu rằng là con người chúng ta không tự tổng hợp được năng lượng, tức là chúng ta cần năng lượng cho hoạt động sống của mình, cho sự tồn tại và mọi hoạt động. Chúng ta không tự tổng hợp được năng lượng. Đấy. Ví dụ các bạn mà xem phim của Superman, mình nhớ Superman phần mấy, phần 3 hay là gì đấy, xưa xưa này. Có một cái đoạn mà Superman kiểu bay ra ngoài, hình như bị đánh bay ra ngoài vũ trụ. Mình không nhớ lắm, phim xem lâu quá rồi, và kiểu hay là hình như là ông có đẩy hòn đảo bay ra ngoài vũ trụ và sau đấy kiểu hết pin. Superman bị hết pin và kiệt sức, kiểu không còn sức bay trở lại trái đất nữa, và anh ấy bị kiểu lơ lửng, kiểu thả trôi trong vũ trụ. Và lúc mà anh ấy kiểu Superman đang trôi 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 này đấy, đến một cái đoạn kiểu thấy ánh sáng mặt trời chiếu đấy, ánh sáng mặt kiểu nhìn thấy tia ánh sáng mặt trời chiếu vào cái phát là kiểu sạc đầy pin luôn, lại mạnh như bình thường, nó kiểu lại kiểu trắng trẻo hồng hào trở lại và bay 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 về trái đất. Thì quá là tuyệt vời nếu mà con người chúng ta có thể tự tổng hợp được năng lượng từ ánh sáng mặt trời như vậy, nhưng mà rất tiếc là chúng ta không làm được. Chúng ta cần phải ăn phải uống thì chúng ta mới sống được. Thì nó một cách đơn giản rằng là con người chúng ta cần năng lượng để tồn tại và cho mọi hoạt động. Tất cả những việc các bạn đang làm nó có gọi là chủ động hay bị động thì cũng đều tiêu hao năng lượng. Tức là ví dụ tất cả những cái hoạt động chủ động như là nói chuyện này, đi lại này, cười này, hát này, nhảy múa này, vân vân, là các bạn sẽ đều tiêu hao năng lượng để làm việc đấy. Và những cái hoạt động mà các bạn không kiểm soát như là tim đập này, hay là nội tạng này, vận động này, máu chảy hơi thở này, tất cả những đấy đều tiêu hao năng lượng. Thì
cái năng lượng đấy chúng ta lấy từ việc ăn uống. Đấy, tức là đồ ăn, thức uống. Ok, đấy là câu chuyện rằng là trước tiên các bạn cần biết năng lượng là gì và năng lượng đến từ đâu và để làm gì. Okay. Vậy thì cái năng lượng mà chúng ta nạp vào, tức là năng lượng từ đồ ăn và thức uống, nó là một lượng, một số lượng. Ok, cái năng lượng mà chúng ta tiêu thụ dựa trên là tất cả hoạt động sống và hoạt động tồn tại như mình vừa nói, nó là một số lượng. Ok, thì cái câu chuyện rằng là khi mà cái lượng năng lượng mà bạn nạp vào ấy, nó tương đương với cái lượng năng lượng mà bạn tiêu thụ thì cân nặng của bạn sẽ giữ nguyên. Đấy, còn ví dụ như là cái lượng năng lượng mà các bạn nạp vào ấy, nó dư, nó nhiều hơn cái lượng bạn tiêu thụ, thì cái lượng năng lượng ấy nó sẽ được tích lũy, nó sẽ được tích lũy ở trong cơ thể dưới một dạng nào đấy. Mà thông dụng nhất chúng ta biết đến là mỡ, nhiều nhất, đấy, tích nhiều nhất và thông dụng nhất là mỡ. Mỡ là dạng tích lũy của năng lượng dư thừa. Okay. Tất cả năng lượng dư thừa đều điều quan trọng mình biết rằng mình sẽ phải, đây là vấn đề cơ bản, nhưng chúng ta sẽ phải lôi lại để nói. Chúng ta sẽ lôi lại để nói nhiều đấy. Bởi vì cái ngành dinh dưỡng, cái lĩnh vực dinh dưỡng nó có nhiều cái bullshit lắm các bạn. Okay. Nhưng vấn đề cơ bản là như này. Tất cả năng lượng dư thừa nó sẽ được tích lũy chủ yếu dạng mỡ. Ok, nó có một chút là kiểu cơ bắp, glycogen trong cơ bắp vân vân, thì cái phần chính nó sẽ tích lũy ở dưới dạng mỡ. Và nếu như mà cái lượng năng lượng các bạn nạp vào ấy, nó ít hơn lượng năng lượng các bạn tiêu thụ, thì cơ thể sẽ đốt cái năng lượng dự trữ để bù đắp lại cái phần thiếu. Thì tức là cơ thể sẽ đốt mỡ, đốt cái mỡ của bạn để bù đắp cái lượng năng lượng thiếu hụt. Thế thì khi mà các bạn, mà cái lượng năng lượng các bạn nạp vào ấy, nó dư thừa so với lượng tiêu thụ, thì cái phần dư thừa đấy nó tích vào mỡ. Và khi các bạn, lượng mỡ các bạn tăng lên thì các bạn sẽ tăng cân. À, ngược lại, khi mà bạn ăn thiếu so với cả lượng bạn tiêu thụ thì cơ thể các bạn đốt bớt mỡ đi để làm năng lượng, thì lúc ấy các bạn, mỡ các bạn giảm, các bạn sẽ giảm cân. Đây là câu chuyện cơ bản rằng là làm sao để tăng và làm sao để giảm cân. Nghe. Thì cái năng lượng đấy, cái năng lượng mà chúng ta đang nói đến đây ấy, chúng nó được tính bằng một đơn vị gọi là calorie, hay chúng ta viết theo tắt là calo. Okay. Calo là đơn vị của năng lượng. Ok, nó là đơn vị thôi nhé, nó đơn vị của năng lượng, tức là giống như các bạn đơn vị đo chiều cao, các bạn đo bằng cm, chiều dài đo cm hay là mét vậy. Okay. Hay là khối lượng các bạn đo bằng gam hay kg ấy. Okay. Nó chỉ là đơn vị thôi nhá. Ok, thì vừa rồi đó là cái cơ bản về cái năng lượng và cái đơn vị đo năng lượng. Vậy thì cái năng lượng này thì trên thực tế là lấy từ đồ ăn, đồ uống, và cụ thể là nó lấy từ ba dạng năng lượng chính, ba nguồn năng lượng chính, gọi là ba loại dưỡng chất đa lượng của cơ thể, đó là tinh bột, hay tiếng Anh là carbohydrate, viết tắt là carb. Okay, thì thứ hai là chất đạm là protein, và thứ ba là chất béo hay là fat, là lipid. Thì là ba dưỡng chất đa lượng cung cấp cho các bạn năng lượng. Đấy. Thì các bạn sẽ cần, chúng ta phải hiểu rằng chúng ta cần năng lượng để sống. Không có năng lượng chúng ta sẽ không thể sống được. Các bạn chết. Đấy, các bạn sẽ chết. Và đây là ba dạng, ba cái dưỡng chất. Chỉ có ba dưỡng chất này cung cấp năng lượng cho các bạn thôi. Ok. Không có cái loại ăn gì khác ngoài ba cái này cung cấp năng lượng cho các bạn cả. Đấy. Và ba loại này cũng là ba loại chắc chắn sẽ cung cấp năng lượng. Tức là không thể có chuyện bạn ăn loại dưỡng chất trong thứ này mà không cung cấp năng lượng, mà nó không có năng lượng. Ok, tức là nếu ví dụ bạn ăn tinh bột thì nó phải có năng lượng. À, bạn tinh bột thì có phải có năng lượng. Ok, câu chuyện rằng là tinh bột, câu chuyện là trong, ví dụ trong tinh bột có net carb, thì ví dụ chất xơ chúng ta không tiêu hóa được, chúng ta thải ra vân vân. Nó đấy là câu chuyện mà nó đi sâu hơn, tôi chưa nói đến nha. Nhưng mà ví dụ như các bạn ăn dưỡng chất đa lượng thì nó sẽ cung cấp năng lượng, hiểu cơ bản là như vậy. Không thể nào có chuyện bạn ăn dưỡng chất mà nó không cung năng lượng. Đây, nó chỉ có là nó đi đâu thôi. Thì đấy là cái kiến thức cơ bản nhất về dinh dưỡng, đó là cân bằng năng lượng. Chúng ta phải hiểu rằng có định luật Newton thì nó về bảo toàn năng lượng, năng lượng không tự nhiên sinh ra và cũng không tự nhiên mất đi, mà nó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác.
Tức là cái cân bằng năng lượng này, cái đơn vị đo năng lượng là đơn vị đo và nó có định luật để bảo toàn nó, thì nó phải cân bằng, nó không thể sai được. Định nó không thể sai được trừ khi định luật Newton sai, cái các bạn ở trong một chiều vũ trụ nào đấy thì chúng ta không nói tới, nhưng mà ở trong cái chiều mà chúng ta đang sống ở đây ấy, cái chiều mà các bạn đang xem được cái video này ấy, thì nó sẽ đúng cho đến khi có ai đó chứng minh là Newton sai. Ok, thì hiện giờ nó vẫn đúng. Tức là năng lượng các bạn ăn vào, nếu các bạn dư nó phải tích, nếu các bạn không tiêu thụ hết nó phải tích vào cơ thể. Các bạn không thể làm sao đấy mà nó biến mất trong hư không, cái chuyện đấy không có đấy. Thì đấy là câu chuyện mà về năng lượng. Thì như vậy tôi thấy rằng là để muốn tăng cân thì các bạn cần ăn nhiều hơn so với cả cái việc mà bạn tiêu thụ, và ngược lại với giảm cân thì các bạn cần ăn ít hơn so với lượng tiêu thụ đấy. Đây là kiến thức cơ bản nhất nó phải hiểu rồi. Thế cái câu chuyện rằng là nhiều người thì bảo rằng mình ăn nhiều rồi nhưng mà mình vẫn béo, hay có những người bảo rằng là tôi ăn ít rồi nhưng mà tôi vẫn không gầy đấy. Thì chúng ta phải đi một vấn đề nữa, đó là cái lượng calo trong các loại thực phẩm là khác nhau đấy. Nó phụ thuộc với cái việc là cái lượng dưỡng chất nó có ở trong thành phần của cái thực phẩm đấy. Thì như mình vừa nói có ba loại dưỡng chất đa lượng mà sẽ cung cấp năng lượng cho các bạn, thì trong đấy thì ví dụ là tinh bột và chất đạm là mỗi 1 gram sẽ cung cấp cho các bạn là 4 calo, và đối với chất béo thì mỗi 1 gram nó sẽ cung cấp cho các bạn là 9 calo đấy. Tức là những thành phần có chất béo thì nó sẽ nhiều calo hơn, nhiều calo hơn đấy, cũng là lý do vì sao mà các bạn nhiều khi các bạn ăn đồ mà nó nhiều mỡ, nhiều dầu này nọ là một các nguồn của chất béo, thì các bạn cảm thấy rằng mình sẽ dễ tăng cân, dễ mập hơn so với cả những cái thực phẩm nó ít chất béo. Đây. Thì cái câu chuyện rằng là muốn tăng cân thì ăn nhiều hơn, và muốn giảm cân thì ăn ít đi ấy, thì cái điều mà ai cũng hiểu rồi, ai cũng biết rồi. Nhưng mà tại vì sao mà mình làm rồi mà vẫn chưa được? Đấy là bởi vì nó cái câu chuyện ăn nhiều ở đây ấy, hay là ăn ít ở đây ấy, thì các bạn phải hiểu nó là ví dụ ăn nhiều là ăn nhiều calo và ăn ít là ăn ít calo, chứ nó không phải là ăn nhiều là ăn nhiều thực phẩm và hay là ít là ít thực phẩm đấy. Bởi vì cái thành phần calo ở trong mỗi thực phẩm nó khác nhau, có những cái thực phẩm thì nó nhiều calo. Tức là ví dụ có những cái thực phẩm mà ví dụ 100 gram của nó, tức là cái volume của nó, tức là thể tích của nó, ví dụ 100 gram của nó chỉ có 200 calo, tôi quên nhầm, 20 calo thôi chẳng hạn. Thì 100, còn ví dụ như có những thực phẩm 100 gram của nó lại có đến gọi là 200 calo chẳng hạn. Thế thế giả sử như có những người thì bảo rằng là tôi ăn một ngày tôi ăn gọi là 1 cân ví dụ thực phẩm loại này, nhưng mà cái thực phẩm đấy nó chỉ có 20 calo trên 100 gram thôi chẳng hạn. Thế thì 1 cân thực phẩm của bạn nó lại chỉ có 200 calo. Nhưng mà ví dụ cái người kia, người ta bảo tôi ăn ít rồi, mỗi một ngày tôi chỉ có 500 gram thực phẩm thôi chẳng hạn. Thế nhưng mà cái thực phẩm mà họ ăn ấy, nó lại có mỗi 100 gram nó có 200 calo. Thế thì 500 gram mà họ ăn nó lại thành có 1.000 calo rồi. Đấy, nó lại hơn hẳn cái ông mà chỉ ăn, hơn hẳn cái ông mà ăn 1 cân thực phẩm kia. Đấy, thì cái vấn đề rằng cái thực phẩm các bạn chọn để ăn ấy, nó rất là quan trọng trong việc điều chỉnh calo. Rồi, thì đấy là cơ bản về cái việc rằng là việc muốn tăng cân là giảm cân, thì tức là đầu tiên các bạn phải xác định được cái lượng calo các bạn ăn. Các bạn ăn dư calo thì các bạn sẽ tăng cân, và giảm ít thiếu calo thì nó sẽ giảm cân. Thì cái câu chuyện rằng là làm sao để các bạn có thể ăn được dư calo, làm sao để ăn được được ít calo, và câu chuyện làm sao để biết rằng mình đang ăn bao nhiêu calo, hay là mình đang ăn có gọi là gì nhỉ, có đúng cái lượng mình muốn hay không. Mình ví dụ mình muốn ăn 2.000 calo thì làm sao để mình biết rằng là mình đang ăn đúng là 2.000 calo mà không phải là 1.800 hay là 2.500. Đấy, thì là câu chuyện làm sao để check được calo là cái nhất, là chuyện mà chúng ta sẽ phải cover trong cái video khác rất dài, các bạn rất dài. Ok, và cái câu chuyện là các bạn cần phải xác định được là mình cần ăn bao nhiêu, các bạn cần xác định là mình ăn bao nhiêu calo đấy, để tăng cân hay để giảm cân hay để giữ cân. Đấy, câu chuyện là để xác định lượng calo mình cần nó cũng là tương đối phức tạp, mình cũng sẽ cover trong cái video khác.
thì trong video này chỉ nói sơ qua việc đấy, các bạn cần phải nắm được cái kiến thức cơ bản này đã. Còn nếu như các bạn xem các cái thông tin, những cái thông tin khác về cái lĩnh vực dinh dưỡng rất là nhiều, bây giờ có rất là nhiều trên mạng hay là trên YouTube vân vân, có rất là nhiều các cái bài chia sẻ rồi. Mình không hiểu tại sao về chục năm nay thì bao nhiêu năm nay rồi nó vẫn kiểu người ta vẫn mọi người vẫn gọi là thu nhận những cái thông tin kiểu nó bu xịt quá, thì nó thiếu kiến thức cơ bản. Ví dụ như là giảm cân nhờ ăn chuối, hay là giảm cân bằng cách ăn sữa chua, hay là ăn cái loại thực phẩm này để giúp cho bạn giảm cân, hay là ăn cái loại thực phẩm này giúp bạn tăng cân, vân vân, mà không có cái bối cảnh, không có context gì về cái lượng calo, về cái cân bằng năng lượng cả, thì nó không ổn nhá. Trước tiên là mình phải hiểu được cái cơ bản về năng lượng và cân bằng năng lượng đã, thì sau đấy thì chúng ta mới đi đến câu chuyện là làm sao để điều chỉnh cái cán cân năng lượng nó theo cái hướng của mình muốn. Ok, thì video ngày hôm nay chỉ như vậy thôi. Chúng ta sẽ đi sâu vào từng cái vấn đề trong các video khác. Đấy, mình biết rằng là mình làm về các cái video về dinh dưỡng của nó như thế này ấy, thì nó sẽ không có nhiều view. Thì thường mọi người không có, nó không hấp dẫn. Nó không hấp dẫn mọi người. Mọi người thì thường sẽ muốn nghe những cái thông tin mà nó ít toán học hơn, kiểu như vậy, nó ít tính toán, ít đau đầu hơn. Cái đại khái kiểu là ăn cái quả chuối hay là ăn quả táo hay ăn cái loại kia sẽ để cho bạn giảm cân, vân vân, nghe rất đơn giản. Thậm chí có khi những cái nội dung video đấy chắc các bạn chỉ cần đọc mỗi cái title là các bạn đã áp dụng được rồi. Ăn, ví dụ ăn 2 quả táo mỗi ngày để giảm cân, mẹo để giảm 10 kg trong 10 ngày, mẹo để giảm 39.000 kg trong vòng 2 tuần, ví dụ thế. Các bạn ăn 2 quả táo mỗi ngày rồi xong, trong nội dung video nó sẽ kiểu táo có tác dụng này, táo giúp cho bạn ABC, táo có lợi ích XYZ, và các bạn hãy ăn táo để giảm được bao nhiêu cân. Hoặc là câu chuyện rằng là chia sẻ quá trình giảm cân của mình, hay là cách mình áp dụng để giảm được 10 kg trong 1 tuần, mình đã thử và thành công, các bạn mình làm được thì các bạn cũng sẽ làm được, các bạn hãy làm giống mình đi, các bạn cũng sẽ giảm được cân. Ok, thì những cái nội dung như vậy thì mọi người sẽ cảm thấy nó gần gũi hơn và nó hấp dẫn hơn. Nhưng mà nó fake, và nó hấp dẫn hơn nhưng mà nó không có thực. Thì đấy là điều mình không muốn truyền tải video của mình. Thực ra video của mình thì có ma nó xem đâu, một cái video nó có 10 mấy view à. Mình share về Facebook cá nhân của mình nó chỉ 10 mấy view à. Cho nên là cũng không quan trọng lượt xem đông. Cái quan trọng là mình muốn đưa cái thông tin nó có hệ thống, bài bản và có giá trị. Thì đấy là cái hướng đi của các cái video của mình. Nếu mà các bạn quan tâm thì hãy like, hãy share và hãy theo dõi kênh YouTube của mình cho các để đón xem các cái video tiếp theo. Đấy, ok, cảm ơn mọi người đã theo dõi.